Vâng, Cà Phong xin chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát. Cà Phong đang test chất âm cực kỳ hay từ những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn MAT3088, dòng đẩy bãi xịn Saibau, đẩy 3 kênh đẹp xuất sắc luôn. Chất âm cực kỳ hay, chạy toàn bộ sò lớn của Toshiba nên cho chất âm cực kỳ hay và rất là ngọt, không bị chói tiếng, không bị khé tiếng như là một số dòng cục đẩy khác chạy những con sò chất lượng kém, mà đây toàn bộ sò lớn của Toshiba nên là đánh giá rất là cao của các bác đã sử dụng những dòng cục đẩy MAT3088. Với công suất đánh cho một kênh súp, các bác có thể đánh dư thừa một quả súp hơi bát 50 từ 2 côn 100, còn hai kênh full các bác đánh thoải mái cho em hai cặp loa full bát 30, rất là đẹp. Và với công suất như thế thì cực kỳ tuyệt vời để các bác phối ghép trong mọi cấu hình âm thanh, đặc biệt là cấu hình âm thanh gia đình, các quán cà phê, nhà phòng trà, cà phê sân vườn, hát cho nhau nghe rất là hay và đẹp, xuất sắc luôn, hàng tuyển chọn. Với những chiếc cục đẩy này nó sẽ tôn lên các căn phòng khách của các bác rất là nhiều. Đó, các bác ngắm nhìn em quay thật dần thật kỹ, cái mặt tiền của nó đánh giá xuất sắc, điểm 10 luôn, hàng tuyển chọn đẹp. Và các bác nhìn này, Saibau các bác nhé, một bảng tablo nằm chính giữa với các thông số MAT3088 và 3 volume chiết áp. Cà Phong đã thử và test tất cả những con này, chạy cực kỳ nuột và rất là hay. Con này chạy rất lành, tiếng hay và chạy ổn định, chạy sò lớn Toshiba. Các bác ngắm nhìn, hàng zin tuyệt đối, bao zin tuyệt đối cho các bác, zin từng con ốc các bác nhé, quá đẹp luôn. Đó, AT3088, các bác chỉ cần vào các cái trang YouTube, các bác có thể gõ những model AT3088 này. Cao Phong cũng như là một số anh em bán rất là nhiều dòng này, cực kỳ đánh giá rất là cao, chạy lành, đẹp. Đấy, các bác nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đẩy Saibau, tất cả những dòng đẩy Saibau thì thường công suất của nó rất là lớn, và đặc biệt model AT3088 này công suất thực của nó rất là chuẩn và đẹp. Đó, nguồn máy áp dây đồng nguyên chất, chạy 2468 quả tụ lọc nguồn, cực lớn luôn, và tụ còn cực kỳ đẹp nên là các bác yên tâm, quạt gió chạy rất mát và rất là êm. Vâng, một lần nữa xin giới thiệu và cung cấp đến các bác những dòng cục đẩy chất lượng MAT3088, hàng bãi xịn của Anh Quốc. Hãy các bác có nhu cầu xin mời các liên hệ theo hai số điện thoại của điện tử Cao Phong là 077226096, 077226096 hoặc 0368724218, cả hai số đều có Zalo. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh chi tiết về nội ngoại thất thì có những chiếc cục đẩy đẹp tuyển chọn này. Sau đây em sẽ nhích volume lên. Vâng, bằng con chuột máy tính này các bác nhỉ. Em sẽ đẩy volume âm lượng máy tính lên. Các bác cùng cảm ơn, tiếng cực kỳ hay.